Và Phong Linh rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Mùa Gì Ở Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Bên cạnh những sản phẩm mới hữu ích, chương trình hôm nay sẽ dành nhiều thời lượng để giới thiệu đến quý vị một số hoạt động rất giàu ý nghĩa đối với cộng đồng. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Sau hơn 3 tháng tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch với nhiệm vụ trọng tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, từ đầu tháng 10 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi công năng một số bệnh viện về trạng thái bình thường như trước đây. Và mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận chi tiết của Mùa Gì Ở Đâu. Đây là một trong số các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đang dần được đưa trở lại công năng ban đầu, phục vụ khám điều trị các bệnh thông thường cho người dân sau thời gian chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt các bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện ở các khu vực đã kiểm soát được dịch, được công nhận bệnh viện xanh, đảm bảo các quy định phòng dịch và an toàn trong hoạt động thì sẽ được chuyển đổi công năng về trạng thái bình thường mới. Yêu cầu đảm bảo là thứ nhất là bệnh viện không còn F0 điều trị tại bệnh viện nữa. Đấy là tiêu chí thứ nhất đầu tiên, vì để mà đảm bảo tiêu chí đấy thì bệnh viện đã nhiều lần tôi nói rồi là bệnh viện là phải điều chuyển tất cả toàn bộ F0. Tiêu chí thứ hai là tất cả các trang thiết bị ở trong bệnh viện và tất cả các kể cả các khuôn viên đều phải được khử khuẩn để làm nhiều lần để đảm bảo an toàn cho người dân. Cái tiêu chí thứ ba thì chúng tôi phải tổ chức cái hệ thống sàng lọc để mà có thể loại trừ được những phát hiện kịp thời những trường hợp mà nghi nhiễm, cũng như là những trường hợp mà nghi ngờ đó, thì đó là những ba cái tiêu chí bắt buộc phải làm. Cùng với đó, một số bệnh viện chuyên khoa tuyến trên cũng đã mở luồng khám bệnh xanh, lập khu vực riêng để khám chữa bệnh cho người dân. Các khu vực này được bố trí riêng biệt, vệ sinh khử khuẩn và áp dụng triệt để 5K, đảm bảo an toàn cho người dân đến khám. Trong đó, công tác sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu là quan trọng nhất. Bệnh viện cũng đã áp dụng nhiều công nghệ thông tin trong quá trình khám bệnh, như là đăng ký trực tiếp vào phòng bệnh hoặc là thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế người bệnh tập trung đông, luôn được giữ khoảng cách 5K an toàn khi khám bệnh. Còn những người bệnh nào mà có triệu chứng đường hô hấp thì sẽ được sàng lọc đi cái lối riêng. Vừa qua, Bộ Y tế đã yêu cầu không thu phí xét nghiệm COVID-19 đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập. Theo kế hoạch, từ nay đến đầu tháng 11, một loạt bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tái mở cửa. Trong khi đó, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, các bệnh viện dã chiến của thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong chương trình hôm qua, Mua Gì Ở Đâu đã giới thiệu đến quý vị những gian hàng không đồng hỗ trợ người dân trên hành trình về quê. Và tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là những dự án giàu ý nghĩa khác. Đầu tiên, mời quý vị cùng đến với thành phố Đà Nẵng. Không còn phải đối diện với vô vàn khó khăn và nguy hiểm trên hành trình trở về quê bằng xe máy, ở một nửa hành trình còn lại, người dân từ khu vực phía Nam ra các tỉnh phía Bắc đã có thể được di chuyển an toàn trên những chiếc xe khách, bởi tại thành phố Đà Nẵng đã có hàng chục ô tô chờ sẵn để đưa người dân về nhà miễn phí. Tại những địa điểm trung chuyển này, các đội tình nguyện cũng hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân về quê. Đỡ nắng hơn, đỡ mệt cho mấy đứa trẻ hơn. Như tụi em thì tụi em ráng được, nhưng mấy đứa trẻ thì nó không có ráng được. Rất sợ chị ạ. Cũng có đại quà là cũng không bao giờ dám đi lần nữa. Sau khi lấy thông tin xong thì chúng tôi sẽ chuyển xe máy sang một xe tải chở khoảng tầm là 20 đến 30 chiếc xe máy, và một xe 45 chỗ là sẽ chở người. Thì sáng nay có một xe giường nằm, thì một xe chở người và một xe chở xe máy, và đến từ địa bàn từng tỉnh thì sẽ dừng ngay tại đầu chốt của tỉnh đó, và để cho bà con xuống nhận xe, nhận hành lý và đi vào các chốt để làm thủ tục khai báo y tế và cách ly theo quy định. Khi mà mình nhìn thấy những cái phản ứng của bà con khi họ được lên xe ô tô sau
vài ngày rất là mệt nhọc ngồi xe máy từ trong những tỉnh miền Nam đi về, họ rất là phấn khởi, thì đó là cái điều mà mình cũng vui. Mình sẽ làm hết sức mình, đó là mình làm tất cả những gì mình có được, khi mà mình làm tới khi nào mà hết tài chính hay là khi mà hết bà con thì mình sẽ ngưng. Đến thời điểm hiện tại, hai nhóm tình nguyện của thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi được sự đồng hành của khoảng 50 chiếc xe khách. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng đã tổng hợp danh sách các tài xế, số điện thoại, biển số các xe đưa người dân về quê cùng văn bản giới thiệu gửi đến các tỉnh, thành để công tác vận chuyển diễn ra thuận lợi. Trong những ngày qua, tại tỉnh Kiên Giang đã có trên 35.000 người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trước tình hình trên, các đơn vị tại tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai chương trình Triệu Túi An Sinh hỗ trợ người dân thực hiện cách ly tại gia đình. Đây là lần thứ 3 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang triển khai chương trình Triệu Túi An Sinh. Trong đó tập trung trao tặng cho bà con là những người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và những người dân từ các tỉnh thành vừa trở về quê đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Mỗi túi an sinh sẽ bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì, nhu yếu phẩm và một túi thuốc uống thông dụng trong gia đình. Giờ đang là lễ Sendota, dịch bệnh nên không có tổ chức. Nhà tôi cũng khó khăn lắm vì dịch bệnh này. Nay được nhận gói quà này thì mừng lắm. Ở đây chúng tôi luôn thực hiện theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, không dám rời khỏi nhà vì gia đình đang thực hiện cách ly y tế. Nhà nước cũng có hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm nên chúng tôi cũng yên tâm hơn. Rồi hôm nay được nhận nữa nên mừng lắm. Hoạt động trao tặng túi an sinh cho người dân được phối hợp tổ chức chặt chẽ, thiết thực, an toàn, hiệu quả và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đối với những người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, đoàn viên thanh niên sẽ đến tận nhà trao quà. Tiếp tục chương trình là sự xuất hiện của hai sản phẩm mới rất hữu ích cho ngôi nhà thông minh trong cuộc sống hiện đại. Đầu tiên sẽ là thông tin dành cho những quý khán giả yêu thích cây xanh nhưng không có sân vườn. Đây là phiên bản thứ 3 của bộ máy trồng cây thông minh Smart Garden, giúp tạo ra một khu vườn thu nhỏ trong chính căn nhà của chúng ta. Bộ máy sẽ gồm có một chậu trồng thông minh cho phép trồng tối đa 3 cây. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để điều chỉnh cơ chế tưới nước, hàm lượng phân bón và ánh sáng theo ý mình hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia có sẵn trên ứng dụng. Việc duy nhất chủ nhà cần làm là nạp nước cho bồn chứa sẵn trong chậu 3 lần một tuần. Đi kèm với chậu trồng còn có hỗn hợp phân bón thông minh tự phân hủy có chứa sẵn hạt giống. Tất nhiên, người dùng cũng có thể tự mua thêm những loại cây khác thuộc danh mục 50 loại hạt mà Smart Garden 3 có thể trồng, từ cà chua bi, bạc hà cho đến những loại hoa thơm như lavender. Hiện Smart Garden 3 đã được bán trên trang chủ của Click & Grow với giá khoảng 2,3 triệu đồng. Trong khi đó, mới đây Xiaomi đã ra mắt một loại khóa cửa thông minh mới mang tên Smart Door Lock H, tích hợp khả năng mở khóa bằng khuôn mặt 3D. Module nhận dạng khuôn mặt Smart Door Lock H bao gồm một máy chiếu, đèn hồng ngoại camera RGB, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận và một camera hồng ngoại. Theo đó, cửa sẽ mở khóa khi các khuôn mặt được nhận dạng ở gần. Ổ khóa còn có thể chụp lại hình ảnh của người đã sử dụng để vào nhà. Tất nhiên, ổ khóa này cũng có các phương pháp mở khóa khác bao gồm vân tay, mật khẩu và NFC. Ổ khóa sẽ tự động khóa lại khi người dùng đóng cửa và cảnh báo khi có người không được nhận dạng đang đứng trước cửa nhà. Hiện quý khán giả có thể đặt mua sản phẩm tại website của Xiaomi. Thưa quý khán giả, bên cạnh việc phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, thì trong thời gian này, chúng ta cũng cần lưu ý đến các căn bệnh xuất hiện theo mùa, trong đó có sốt xuất huyết. Đây cũng chính là thông tin cảnh báo trong chương trình hôm nay của Mua Dĩa Đồng. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần một tháng qua, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng lên, trong đó chủ yếu là trẻ em. Và điều đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhi sốt xuất huyết được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bệnh đã chuyển nặng với các triệu chứng như sốt cao, đau nhức toàn thân, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, v.v. Nhiều trường hợp còn nguy kịch đến tính mạng. Cô em đi khám tư thì bác sĩ dặn là để uống thuốc để theo dõi 7 ngày, nếu mà cháu mà có chảy máu văn hoặc là
chảy máu cam đồ đó thì chở xuống, thì em thấy là không dấu hiệu đó không có, thì chỉ có thấy hai tím hai cái tay thôi, và cháu nó cũng tím diện mình mẩy luôn, thì em mới chở đi. Bé tự nhiên là bé kêu chóng mặt, xong là bé bị sốt. Bé bị sốt với chóng mặt đừng chừng được 2 ngày thì em lo đem cho bé đi xét nghiệm máu ấy ạ. Thì xét nghiệm máu xong thì em biết là bé bị sốt xưa, bị sốt xuất huyết rồi. Nhưng mà tại vì dịch bệnh cho nên là em cho cháu đi xét nghiệm hàng ngày, xong rồi em cho đến một bác sĩ để bác sĩ theo dõi kết quả. Thì đến rạng sáng hôm nay thì bé bị đau bụng với mệt quá nên em mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sốt xuất huyết thì khi mà đã để đến mức mà nặng thì nó sẽ tạo thành cái vòng luẩn quẩn lắm và nó sẽ gây rối loạn tổn thương các cơ quan rất là nhiều. Những cái em chuyển nặng là sẽ đe dọa tính mạng, nguy cơ là đe dọa tính mạng. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Vũng Tàu, lo ngại lây nhiễm COVID-19 chính là nguyên nhân đã khiến nhiều gia đình không đưa trẻ đến bệnh viện, dẫn đến rất nhiều bệnh nhi bị sốt xuất huyết, nhập viện trong tình trạng nặng, nhiều cơ quan đã tổn thương do biến chứng của sốt xuất huyết. Các bác sĩ khuyến cáo, đối tượng có nguy cơ cao mắc sốt xuất huyết là trẻ em dưới 15 tuổi. Tùy vào các giai đoạn và mức độ, bệnh sẽ có những triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, ngay khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời. Trong thời tiết se lạnh thì những món ăn vặt nóng hổi sẽ luôn được những tín đồ ẩm thực ưu tiên chọn lựa. Do đó mà trong mắt nhỏ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng vào bếp để ghi chú lại cách chế biến một món bánh khá phù hợp với những ngày mưa như hiện nay. Wow! Đã đến lúc thưởng thức những món bánh Việt thơm ngon hấp dẫn rồi đây. Đầu tiên là chiếc bánh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, bánh chuối chiên. Món này cực kỳ đơn giản nhé. Chỉ cần sử dụng bột chuối chiên tài ký. Hòa với nước theo tỷ lệ hướng dẫn trên bao bì. Tiếp theo ép chuối sứ với độ dày vừa ăn. Áo đều chuối với bột rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Hãy nhìn xem, từng chiếc bánh đang dần chuyển sang sắc vàng đều, ngon mắt. Bánh chuối chiên ra lò rồi đây. Hãy tưởng tượng khi cắn vào lớp vỏ bánh giòn rụm, vị chuối thơm và ngọt dịu lan tỏa trong miệng thì còn gì tuyệt vời hơn. Cách chế biến món ăn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình tại kênh Facebook và YouTube của Mua Gì Ở Đâu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cùng được phát sóng trên kênh HTV7 với rất nhiều thông tin xoay quanh chủ đề thời trang làm đẹp.